ghế massage Haruko điểm tô cho sức khỏe. Roman Hitti và Macedonia, như vậy quân được đánh giá là nhỉnh hơn dành cho các cầu thủ đến từ team đội 1 ở trong trận đấu thứ hai của xếp đầu tiên. Và hy vọng là các cầu thủ chúng ta có thể nâng được tỷ số về trận ở trong xếp đầu tiên lên thành 2-0. Đây là màn hình máy của game thủ hè và đây là màn hình máy của xem ai nhỉ? Ấn vào xem Gani một chút đi. Gani trận đấu này người được cầm xe và trong trận trước thì anh ta đã chém rất tốt khi được cầm pan ở đầu cánh, gọt bài đấu không nên đời đến từ Hồng Anh. Quả 7 dành cho Gani có hiệu. Và bài này mặc dù nằm ở trong cánh nhưng chưa chắc anh ta sẽ đánh chém, anh ta sẽ đánh cung nha. Rất có thể anh ta sẽ gọt bài đấu đi dừng L để cho game thủ Hello Chip Boy ở đầu cánh đánh cung khi mà Chip Boy cầm cung tuyển của Egypt. Có voi dành cho Chip Boy, nhưng mà trước khi đó chúng ta hãy cùng quay trở lại với người cầm xe. Vâng, và Eagle Media xin chân thành gửi tới các nhà tài trợ anh Chín Chu. Vâng, anh Đặng Anh Quốc, các bạn, anh Đặng Quốc Anh Haruko, anh Trần Minh Tuấn Vflo và anh Hồ Quốc Tuấn Esboro cùng với rất nhiều những khán giả hâm mộ AOE đã ủng hộ cho quỹ cộng đồng AOE hướng về miền Trung. Với tinh thần lá lành đùm lá rách của khán giả hâm mộ AOE trên toàn quốc, hãy chung tay giúp đỡ những người dân miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự đóng góp của các bạn thì hãy gửi xuống, hãy xin gửi vào cái số tài khoản ở ghi dưới phần comment. Vâng, chương trình quỹ sẽ kết thúc vào 12 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Vâng, Ego Media sẽ vào tận nơi để trao tận tay những người dân đang gặp khó khăn ở trong khu vực miền Trung. Và sắp tới thì mình không nhầm thì sẽ vào ngày bao nhiêu nhỉ? Hình như là sẽ vào cuối tháng này. Bên phía của Ego Media sẽ bắt đầu vào trong miền Trung. Vâng, đi tận nơi luôn. Đó là những cái gì mà mình nghe thấy rằng các sếp chốt cho ngày hôm nay. Đi vào tận nơi luôn anh em ạ, chứ không phải là sẽ quyên góp cho một hội nào đó để mua các đồ ăn, đồ uống hay là mọi thứ để có thể ủng hộ miền Trung, mà là sẽ vào tận nơi luôn, rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến mảnh máy của ai đây? Chúng ta sẽ đến với quả he bài đẹp này. He bài đang rất khủng và được cầm Maxi. Bên bạn có gì không? Và nhiều bạn có hit Maxi. Gặp hit máy ở nhà thì đúng là hơi căng. Tôi nghĩ là vẫn sẽ là bài đi dâng thôi. Màn hình máy của game thủ Hello Chip Boy cùng rồi. Bài đấu đầu cánh của Chip Boy đang khá được. Voi về, hiêu về. Và thế nhà đang là rất nhiều rừng. Có nhiều rừng bao quanh. Và đây sẽ là bài đánh cùng đầu cánh này của Chip Boy. Cuối cùng là màn hình máy của game thủ Chim Sẻ được cầm AC ra. Như vậy cánh bên này thì Chim Sẻ sẽ đánh cùng để cho He là người dâng L. Cánh bên kia thì Chip Boy sẽ đánh cùng để cho Gani là người dâng L. Như vậy sắp xếp chúng ta là hơi sớm một chút khi hai cùng nằm vị trí đầu cánh. Nhưng bài vở của cả bốn game thủ tôi đang thấy là rất đẹp. Cả bốn người đều đẹp chứ không chỉ một người. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bài của game thủ Gani, người đã cầm quần tuyển nhất bên phía chúng ta ở trong trận đấu này. Vâng, có rất nhiều anh em đã comment chuẩn đấy. Nhưng mà mong anh em đừng có comment sai sự thật nhé. Và rất mong anh em không nên comment linh tinh. Ở các kèo đấu khác anh em comment linh tinh được, anh em nói cái gì cũng được. Nhưng mà mong kèo đấu này là một kèo đấu để ủng hộ cho đồng bào của chúng ta mà. Nên mong anh em hãy comment cẩn thận. Và anh em hãy comment số tài khoản của anh em lên thì cũng chết thôi. Em có đọc bình luận anh ơi, nhưng mà do nhiều người comment quá nên là không kịp đọc hết. Một lần nữa thì mong anh em thông cảm là ngày hôm nay thì chúng tôi không thể ghim được số tài khoản lên. Điều này là điều tôi rất muốn nhưng mà lại không được anh em ạ. Không được thì nhiều lý do không tiện nói ra nên là mong anh em thông cảm. Khoảng 25 dân của Gani, một bài đấu cũng bình thường thôi, không phải là bài đấu quá đẹp dành người cầm xe. Nhìn được cái là có S ăn vàng luôn và có quả phụ để giúp cho lực của game thủ Gani khỏe hơn là khá nhiều. Vâng, 2 quả phụ dành cho Gani, 3 quả phụ dành cho Gani. Không, nhưng mà quả đi dâng L. Tôi nói 3 quả phụ ông nghe và không nhờ game quả nào à. Quả đi dâng L dưới bản đồ đấy, ông ăn được ông ra ông ăn đi. Vâng, 25 dân. Dâng L lên rất cao. Đây có phải là cao quá không? Khả năng cao là đi qua đầu cánh của game thủ. Khả năng cao là đi qua đầu cánh của game thủ Hello Chip Boy rồi. Như vậy là gặp M4 đi dâng L. M4 là game thủ về lớp, người được cầm Maxi. Ai à, cản. Vâng, Maxi sẽ dâng L thẳng vào nhà của Hello Chip Boy, người được cầm Egypt. Thông tin báo về 1-4 dâng L. À không, M1 là người cầm Samurian, chưa chắc anh ta đã dâng L. Và rất có thể đó sẽ là bài đấu đi dâng A của game thủ BB. Một con giò. Gani vẫn đang rất khỏe trong trận đấu này. Chip Boy 27 dân, kích đời cũng sớm nhá. Các bạn nhìn thấy khả năng ép đời của Hello Chip Boy. Dưới Chip Boy đang muốn có một cái hốc. Vâng, đánh kiểu này mà có hốc thì là tốt nhất.
để có thể chống được con Imaxe ở thềm đầu. Vâng, chúng ta toàn là người kích sớm thôi. Có gần đi kích 9 này. Vâng, He là người lên muộn nhất này. Vâng, hai cung kích 17. Trong đó thì game thủ Hello Chip Boy, à dù bạn game thủ He là người kích ở 14x. Người lên muộn nhất của chúng ta. Vâng, quay trở lại pha trọng so của Gani. Gani đang quay ngược trở lại để tìm nhà của đối phương. 12 giờ liệu rằng có không? Khả năng cao 12 giờ là không có. Không có 12 giờ rồi. Chưa thấy đối phương đâu. Và một lần nữa thì rất mong anh em có thể dành cho chia sẻ như đợt này, lúc chia sẻ ở trong kèo đấu này để có thể giúp cho nhiều người biết đến hơn kèo đấu này, để có thể ủng hộ cho vâng đồng bào miền Trung của chúng ta đang bị lũ lụt ở phía miền Trung. Vâng, thông tin báo về Samurian đi dâng à. Vâng, lực Gunny rất khỏe. Lên đời xong anh ta có 500 thịt, 2 BL sóc đều và nâng được cả bánh xe luôn. Anh ta đang quáng cơ cấu được cái mỏ quả của mình lại. Đây là hit tỉ. Như vậy cánh bên này sẽ là hit và Maxe. Trong đó thì cánh bên kia sẽ là một vâng Roman và một Summer. Đây là chủ lực duy nhất của đội bạn thôi. Đội bạn có hai người đánh được cùng, đó là Summer và Hitty. Thì game thủ cầm Samurian đã đánh kiểu đi sơ Nga rồi. Vâng, đây là hit trong tay của game thủ SPL Royal Hồng Anh. Nhưng Hồng Anh bò cũng khá nhanh bên này. Không được, Gunny không có tay để thực hiện một tình huống vẩy e, nhưng không sao. Vâng, tôi không biết vẩy e nhưng mà lạc đà tôi đông, tôi ngồi tôi đi đấy. Ông đỡ hộ tôi từ này cái, Hồng Anh đang phải giật lại để có thể có những tên vẩy em. Gunny đang rất nhiều mỏ quả đang ăn hoa. Vâng, bắt đầu bị vào rồi, không biết là vào nhà của game thủ Gunny đó chính là game thủ nào. Hồng Anh đang có những tên vẩy khá khó chịu. Có làm tên chém 4 không? Vẫn đang 2L đều dành cho Gunny. Hồng Anh chưa quấy xe. Và tên này, rồi. Như vậy là tên này Hồng Anh đã không kịp vẩy e hay là vẩy ruộng. Hồng Anh sẽ mất đi ít nhất là 4 giật. Gunny thì đang bị công một màu vàng. Làm cái e xuyên không? Làm cái e xuyên thì sẽ không bị vâng chém xuyên nữa. Hồng Anh đang đi tìm, Gunny đang đi tìm đối phương. Gunny đang đi tìm, bài Hồng Anh là bài cung bò nhỏ đấy nhá. Hồng Anh yếu đấy. Hồng Anh đang có vẻ như là khá yếu khi được cầm Hitty ở trong trận đấu này. Màn hình máy của game thủ Hello Chip Boy 34 bị dummy rồi. Như vậy là người dummy và nhà Chip Boy đó chính là game thủ cầm Maxe. Đây là cái điều mà chúng ta có vẻ như đã dự đoán được từ trước. Nhưng mà trận đấu này thì Chip Boy chỉ việc vâng đi cung và rỉa thôi. Chỉ cần đi cung và rỉa thôi, chứ cũng không cần phải vâng cố gắng đi quân quá nhiều làm cái gì cả, khi mà đầu cánh của em là người đánh kiểu bò nhỏ. Đây là màn hình máy của Acidan trong tay của chim sẻ. Vâng, chim sẻ đang bị công bởi game thủ BB. Nhưng chim sẻ là người cầm Acidan với 3 tầng dốc. Một mình bi không thể nào mà công được game thủ chim sẻ, trừ khi là sẻ đâm đầu vào đối phương thôi, nhưng mà điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Màn hình máy của He. Vâng, như vậy là He đang quay trở lại đi tìm. Vâng, như vậy là 5BA dành cho Samurian của BB. Đồ ăn hoang quanh nhà của sẻ đang là rất nhiều. Và He đang bị mất tham. He tham chỉ còn có 14 thôi. Nhưng He cũng đang cố gắng quản được dần của BB rồi. Chim sẻ là ra có thể đỡ được không? Bi vẫn đang rất cố gắng để dồn lên khi Bi nhìn thấy rằng số lượng quần của mình là đông hơn. Nhưng nếu chỉ một đồng nghi thì không thể công được, bởi vì sẻ là cung tuyển. Sẻ là cung cực tuyển. Nếu như muốn công sẻ sẽ phải có thêm sự trợ giúp của game thủ cầm mồ hai như kiểu như thế này. Quả mồ hai đầu cánh đang khỏe nha. Mồ hai đầu cánh vẫn đang rất đông quần. Một mình sẻ có đỡ cơ này không? 2, 4, 5 con chém. Sẻ đang kéo thêm cả những con đồng dân của mình ra để có thể đảo. Nhưng đối phương đang trài rất ghê gớm. Cùng đời Sidan chỉ 4A của chim sẻ thôi, khả năng cao là 7. Thế như vậy là chúng ta còn một chủ lực, đó là Hello Chip Boy. Cánh bên kia vẫn đang rất khỏe. Chip Boy đang đẩy cùng để đi có thể đi bắn những tên bò nhỏ của Hồng Anh. Gunny làm được cái gì chưa? Gunny có vào trong hay chưa? Rồi, Gunny bắt đầu vào bên trong. Vâng, như vậy là dâng L nhưng mà lại thủ y rất hay đến từ về lớp. Anh ta dâng L nhưng anh ta vẫn thủ y. Gunny có làm tên tạt về đầu cánh của sẻ không? Ông đầu cánh của sẻ toàn chém thôi mà anh ta không thủ phù, nên tôi nghĩ là Gunny tạt về khả năng cao đầu cánh của sẻ, đó chính là game thủ Quick Cam, tỷ lệ chết là khá cao. Tham 31 dành cho game thủ Gunny. Đây là Chip Boy đánh kiểu khỏe ra nhá, cố gắng nâng cái chặn có hai sớm đi cũng được. Vâng, Tham Lai. Và như vậy Tham Lai Chip Boy đang to nhất bản đồ. Chip Boy đang như một cái loa, nhưng hãy tập trung sóc quân đều bởi vì đội bạn đang là rất nhiều quân. Tới đội bạn là game thủ và anh em chờ một chút. Vâng,
Và như vậy là theo thông tin mình nhận về thì sau 5 phút khi kênh sóng này lên vâng kênh sóng của Chim Sẻ lên kênh thì số tiền mà chúng ta ủng hộ cho quỹ hướng về miền Trung đã lên con số là hơn 20 triệu đồng rồi. Rất tuyệt vời. Như vậy thì hiện tại tổng số lượng tiền mà chúng ta đang ủng hộ cho đồng bào miền Trung đang là 260 triệu. Vâng, quay trở lại với mảnh máy của Gani. Như vậy là Gani đang tạt một tơn quay trở lại nhà game thủ cầm 2. Và tất nhiên M2 sẽ bay. M2 không lấy cái gì để đỡ Gani cả, bởi M2 toàn chém thôi. Trong đó Gani là lạc đà. Mà anh ta lại còn không thủ phù nữa, không đỡ được. Đây là mảnh máy của Chim Sẻ. Chim Sẻ cũng đang quáng quản lại game thủ cầm 1-2. Đây là He, He thằng 14. He cũng đang quản rất tốt Hồng Anh. Một trận đấu nữa Hồng Anh lại không thi đấu. Vâng, hai trận đấu liên tục. Hình ảnh một tay chém khét lên lẹt Hồng Anh, một trong tay cùng cứng nhất cộng đồng ai Việt Nam đến từ Hồng Anh nhưng lại không thể diễn ra ở trong các trận đấu gần đây. Và quay trở lại với mảnh máy của Hello Chip Boy, người đang khỏe nhất map. Xin vàng lên công nghệ nào anh em. Công nghệ quan trọng dành cho Chip Boy thì hiện tại đó chính là công nghệ đầu gấu. Công nghệ đầu gấu là công nghệ siêu quan trọng, tôi nghĩ Chip Boy nên đi ngoài dần để có thể có một tần rỉa y của Vlog. Chứ nếu tí nữa để y đông mà rỉa thì nó sẽ là hơi khó. Mặt phía trên bắt đầu bị bắn rồi. Đây là game thủ Hồng Anh. Vừa nói xong Hồng Anh đã có mặt. Rất đông y đến từ game thủ Vlog. Mặc dù đây là cùng rờ của Egypt, một loại cùng rờ khá trâu. Nhưng để rỉa y Mark C thì không phải là câu chuyện đơn giản. Đối đầu với y Mark C thì lựa chọn tối ưu nhất đó chính là cùng rờ của Hitty. Nếu như không thể có cùng rờ Hitty thì có thể dùng cùng rờ của Acidan thì cũng được. Tân quân này cẩn thận nha. Chip Boy để ý tân quân này. Có đen e ra vào trong không? Đầu máu em ơi. Công nghệ đầu máu. Rồi. Vâng, đây cũng là bài đấu mà game của Hello Chip Boy đang chỉ trâu quần rồi. Chứ anh ta cũng đang không có nhiều dân để có thể phát triển. Vậy những tên vé cần phải sát hơn. Rất tốt. Rất tốt đến Hello Chip Boy. Những tên vé hai lốc. Tiếp tục là tốt. Vâng, tiếp tục là tốt dành cho Chip Boy. Vẫn đang được. Vâng, ăn được gần như toàn bộ số lượng cục rờ của game thủ Hồng Anh ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng sau tuần này thì Chip Boy có lẽ sẽ cần phải có một tuần cơ cấu lại nhà của mình thật nhanh. Bởi vì nhà của em đang khá toàn. Gunny đang quá ngồi. Vâng, Gunny đang rất nhiều lạc đà. Gunny đang bắt hộn chém cho game thủ Hello Chip Boy. Vâng, mấy con chém này gặp lạc đà của game thủ Gunny không khác chỉ là còn gặp bố. Đây là Chim Sẻ Nắng. Chim Sẻ Nắng timeline vẫn đang chỉ duy trì ổn định ở mức 26 mà thôi. Vâng, một timeline không to. Nhưng mà thông tin báo về thì BB là một bài đấu đang bung dần ở gần nhà của game thủ Chim Sẻ. Một bài đấu đánh bay nhà của game thủ Chim Sẻ, sau đó quay trở về để vâng quay trở về chính nhà của sẻ cũ để có thể hồi. Rất dị đến từ BB. BB không đi ốp mà BB lại đứng phát triển. Timeline 12 dành cho He thôi. Và nếu như muốn ốp bay bi thì có lẽ phải có sự kết hợp với Gunny. Gunny cũng đang muốn đi cùng với game thủ Chim Sẻ Nắng ở trong tình huống này. Gunny muốn bắt chém trước. Lạc đà rất nhiều dành Gunny tuần này, và chém 4 rất là tuyệt vời. Còn ăn được tầm 3 con chém rồi. Vào thôi. Vào thôi, vào thôi, đừng để bi có lớn sóc dân nha. Bởi vì bài Chip Boy thì không khỏe đâu. Bài Chip Boy có lẽ sẽ không bao giờ có thể khỏe được với những con y của Maxi. M4 đang rất nhiều y mà chúng ta đang không đánh được M4. M4 là một bài đấu đi rừng lờ nhưng anh ta lại vẫn có hốc ở nhà. Cực kỳ dị đến từ Vlog. Nghĩa là lực của anh ta thì vẫn đang ổn định và đang bền nha. Chip Boy đang khá mất tay. Khi mà vừa phải đỡ lại cùng R mà lại còn vừa phải đỡ lại y. Lực của Chip Boy là không khỏe, chỉ đủ để ra quần. Còn đây là mảnh máy của Chim Sẻ và Gunny đã đánh bay được cái hốc của game thủ vâng BB chưa. Vâng, thấy bảo đội bạn đang đứng quần ở trên dốc. Số lượng quần của anh ta đang là khá đông. Vâng, nhưng Gunny đang cực kỳ hổ báo. Gom tất vào là chơi được đấy. Khoanh ruộng lộ. Vâng, khoanh ruộng lộ rồi. Đội bạn cũng đang quản vào đồ rất giáp. Thế trận ở thì hiện tại thì vẫn chưa biết như thế nào nha. Vẫn chưa biết như thế nào. Đội bạn đang cố gắng hồi. Đội bạn có hai cùng. Chúng ta cũng có hai cùng. Nhưng đội bạn cái điều quan trọng đó là có con Imaxe. Còn chúng ta thì không có. Bởi vì đội bạn có Hitty. Nên là sức mạnh của Imaxe sẽ không được phát huy quá nhiều. Trong đó thì chúng ta lại không có con Hitty. Mà Imaxe trong tay của Vlog thì vẫn đang khỏe. Chúng ta cần đánh bay được ít nhất nhà của game thủ BB. Người đang quáng hồi lại. Vâng, đang rất khó chịu dành cho... Vâng, đang rất khó chịu dành cho Hello Chip Boy. Imaxe của Vlog vẫn đang rất bá. Rất bá đạo. Vâng, nó đang tành cờ rất trâu cho những con cục rờ của Hitty trong tay của Hồng Anh bắn chua. Chim Sẻ tạm 27, chúng ta vẫn đang chưa thể hồi được. Đi một tuần vòng vào nhà của BB không. Thông tin báo về BB hồi được rất nhiều dần rồi, khoảng tầm 4x dần dành game thủ BB. Chip Boy quáng lưng cái giáp em ơi. Đồng ý nó chọc đau lắm. Mặc dù có đầu máu rồi, nhưng mà chưa có giáp, y chọc vẫn là rất đau. Tham 28 dài với Chim Sẻ. Chim Sẻ trận đấu này chưa có nhiều công. Gunny bắt đầu vào bên trong. Số lượng là Gunny là rất đông. Nhưng BB đang vẽ chẳng chịt. BB đang đứng thế. Có vẻ như là đẹp hơn. Gunny bắt đầu vào bên trong rồi. Đây là ba lạc đà bên trong. Đừng để đối phương vẽ. Cố gắng vào được không? Rồi vào rồi nhá. Vào rồi. Vào. Tên này là đông.
Nhưng mà tờ này đông thì không biết có ăn được không. Tôi nghĩ là nên ăn quân trước. Ăn quân trước nhá. Xẻ vào đi. Gunny vào rồi. Và Gunny vào trước. Nhưng mà khi vào bên trong thì số lượng lạc đà Gunny cũng đang mất đi cũng là khá nhiều. Tờ này biết chờ được không nhỉ? Ba lạc đá được sát tổng được rồi. Tờ này có vẻ như là không ổn. Vâng, theo vậy thì Chip Boy lại xuống à? Chip Boy xuống tờ này không biết có ổn không đây. Vâng, thông tin báo về màu 3 đã chết. Nhưng mà chúng ta cũng vừa thiêu rất nhiều quân. Màu 4 đang to. Màu 4 đang có hốc. Hồng Anh đang hồi. Đội bạn đang hồi rất nhiều. Và chúng ta thì đang mất tham dần. Cái đây sau tôi thiêu đà tham còn 19. Chim sẻ tham còn 20. Đây là he có một tơn lọt vào nhà của game thủ BB đang khiến cho BB mất tay. BB cũng đang có khá nhiều cung ở trong cái hốc của mình nhá. BB chọn cái hốc tôi được chi một hốc rất đẹp và toàn dốc thôi, đó là cái hốc của chim sẻ cũ. Rồi Chip Boy đang muốn công lên tơn này với chất lượng cung Egypt của mình thì liệu rằng game thủ BB vâng có đỡ được game thủ Hello Chip Boy hay không? Ở nhà của mình tôi thấy Chip Boy không bị công này, khá tươi như đội bạn đang chức lại một tơn. Nhưng mà Hồng Anh đang hồi này, đội bạn lắm người hồi quá nhỉ. Tôi thấy ai cũng đang hồi này, hay thật. Vâng, để lây chờ nhà của game thủ BB một tơn. Chip Boy khả năng cao là vẫn chơi được đấy. Em cung Egypt mà tự tin lên. Em cung Egypt mà ở nhà bắt đầu bị đâm. Người đâm vào nhà của game thủ Chip Boy thì vẫn là game thủ quen thuộc thôi. Đó là game thủ Vlog. Rất đau đầu tờ này, 4 con Innocent. Dường như là sẽ không thể sửa được. Lý mặt trên nhá, quân thì đang bị bắt. Mất cực kỳ nhiều tay dành cho Hero Chip Boy. Và tờ này trước Chip Boy đã đỡ được nhà. Khi mà Chip Boy đi một tuần cung to sang nhà của EB rồi. Gunny quáng hồi tham 23. Hồng Anh đã hồi. Chim sẻ tham 22. 14. Như vậy là còn mỗi Chip Boy là người có tham 2 to thôi. Không biết tờ này có đỡ được không. Và mấu chốt trận đấu này đó chính là con bài Max Zero nhà trong tay của Vlog. Vâng, dâng L, dâng Y. Nhưng anh ta lại vẫn có Y thủ ở nhà. Và bây giờ thì game thủ BB đã bắt đầu bùng cái hốc của mình. Nhưng anh ta đã không mất nhiều dần. Anh ta đang chạy dần ra phía xa. Và đánh theo kiểu bằng đỡ nhà từ xa. Cảng. Bằng trận đầu tiên quân ta xấu hơn là chúng ta thắng. Còn trận thứ hai thì quân của ông ta đẹp hơn. Nhưng mà rất có thể là tỷ số sẽ là 1-0. Bây giờ phải làm cách nào để đánh bay được 4 cơ. Vâng, M4 đang rất khỏe. M4 Maxi không mất một dần nào. Mặc dù anh ta chỉ 25 dần thôi. Nhưng anh ta đang rất nhiều y. Ở nhà của mình Chip Boy đang bị đẩy bởi game thủ Hồng Anh. Số lượng quân Hồng Anh chưa đủ để đánh bại Chip Boy. Vâng, thông tin báo về tham của ông ta đè mạnh à. Nhưng mà tơ này đỡ kiểu gì đây. Không đỡ được thôi, bỏ nhãn rồi em ơi. Bỏ cũng được. Nhìn cái nhà nó cũng rách lắm. Và nhìn nhà Chip Boy cũng không khác gì là một cái chuồng lợn. Và nếu mà tôi nói đây là một cái chuồng lợn thì có thể là có đánh giá cao cái nhà của Chip Boy. Vâng, mặt trước thì đang bị y đâm. Trong đó thì mặt sau bị Hồng Anh chặn. Nhưng Hồng Anh thì không đủ sức lực quân để đấu lại Chip Boy. Chip Boy tiếp tục phải hiện khả năng nhiều tay mình trong một trận đấu các bạn. Đấy, Chip Boy đang về sử dụng ít nhất là 3 đạo, 2 đạo quân và 1 đạo dân. Siêu siêu mất tay dày ở Chip Boy. Mặc dù vậy thằng này Chip Boy vẫn đang giữ là 60. Đánh lại MOBA không? Có ai đánh lại MOBA không? MOBA đang hồi Hồng Anh. Chim sẻ bắt đầu hồi rồi. Chim sẻ nở một tơn nguyên dần. Tham mai là 34 dành cho chim sẻ. Đánh bay lại các cơ sở làm ăn cũ của game thủ BB. He thì vẫn vậy. Vâng, he đang quản được dần của game thủ BB. Vâng, chế Maxi đuổi là cực rát. Vâng, không có cửa chạy cho đồng dần này. Một tí gỗ đồng đội ơi. Màu 6. Rồi, con kịp. Một tơn ở BB dưới không chú ý. Không được. Mà tơn này thì BB... Vâng, tơn này thì he và acid. Hơi đáng tiếc. Vâng, Gunny tham 32 như vậy thì trận đấu lại quay trở lại, chúng ta đang hồi được, còn đội bạn thì không. Vâng, đang quay trở lại, chúng ta đang hồi được, còn đội bạn thì không. Điều quan trọng bây giờ là Chip Boy phải nờ được tham. Và phải đánh lại Hồng Anh. Có đánh lại Hồng Anh không? Bây giờ Hồng Anh mới là người khỏe của bên bạn. Bởi vì từ nãy đến giờ game thủ cầm Hitty Hồng Anh đang không bị ai đánh cả. Vâng, kèo đấu đang diễn biến hết từ chiều hướng này sang chiều hướng khác. Và đến hiện tại thì vẫn chưa biết ai là người thắng. Đội bạn vẫn đang có hai người rất khỏe, đó là game thủ cầm Maxi, đó là Vlog. Anh ta vẫn đang nằm ở trong vị trí góc đỉnh góc 9 giờ và đang không mất cái gì cả. BB đang cố gắng hồi lại hốc cô. He tham 16, he đang rất tập trung và cố gắng hồi. Chip Boy tôi nghĩ là nên đánh lại game thủ cầm MOBA thì hay hơn. Góc đấy là góc... góc này là góc của ai nhỉ? Hình như là không có ai. Bị quản bởi game thủ Quick Cam. Quick Cam chỉ còn 1-2 con chém trận đấu này thôi.
Dường như là game thủ Cheat Boy đang muốn dồn hết quần của mình xuống cái góc này, xuống cái góc này để có thể bảo kê. Không ai đánh Hồng Anh à? Vâng, thông tin báo về M4 bắt đầu sắp dần. 32 dần dành cho M4. Rất nhiều Y dành cho game thủ Vlog. Vâng, và Y đang có chỉ hướng di chuyển xuống góc 6 giờ. Bây giờ Cheat Boy lại rằng có chuyển được A không? Chuyển được A thì mới có thể đỡ được. Dìa Y á, đang dìa ở đây nhưng mà đông quá. Có phải rơi vào khoảng tầm một kích tròn dành về lớp. Cheat Boy đang cụ cục rò lại và dìa. Cheat Boy đang có khoảng tầm một kích rưỡi cục rò chia làm hai đạo, mỗi đạo ở một bên. Nhưng có vẻ như sẽ là một lần nữa mà Cheat Boy sẽ cần phải bỏ cơ sở lập ăn của mình, tìm một cơ sở lập ăn khác không. Đây là chim sẻ. Chim sẻ bắt đầu hồi được rồi. Chim sẻ 44 hè thăm 18. Có ai làm tí vâng, có ai làm tí vào nhà của Vlog không nhờ? Bởi vì nếu như mà chúng ta không đánh bay Vlog thì tí Vlog có đẩy gì thì chúng ta không ai đỡ được đâu. Tiếp tục là rỉa. Cùng đờ Cheat Boy các bạn thấy rằng cũng toàn thương binh thôi. Rất nhiều thương binh dành cùng đờ của Hello Cheat Boy. Vâng, thông tin báo về 19 giờ, 39 giờ nhưng bạn về hết nhà Vlog để hồi rồi. Chúng ta cũng đang nở ra. Vâng, chúng ta cũng đang nở ra. Thông tin báo về đến thứ hai là tham lai của chúng ta cũng đã đang nở rất mạnh. Vâng, cực kỳ dị. Và tôi tưởng tham lai là một tham lai cân và chúng ta đang gặp một cái khó nhưng không phải. Tham lai của chúng ta đang đè rất mạnh tham lai của đội bạn. Dường như tham lai đội bạn này, dường như tham lai không có gì, như có mỗi y thôi thì phải. Hình như có mỗi y thôi. Vâng, Igomeda xin chào anh, gửi tới nhà tài trợ chín chùm. Anh Đặng Quốc Anh Haruko, anh Trần Minh Tuấn Vflor và anh Hồ Quốc Tuấn Esco Royal cùng với rất nhiều khán giả hâm mộ AOE đã ủng hộ quỹ cộng đồng AOE hướng về miền Trung với tinh thần lá lành đùm lá rách của khán giả hâm mộ AOE trên toàn quốc. Hãy chung tay giúp đỡ những người dân miền Trung vượt qua khó khăn này. Mọi chung góp của các bạn có thể gửi vào số tài khoản đã ghi ở dưới phần comment và Igomeda sẽ vào tận nơi để trao tận tay những người dân đang gặp khó khăn ở khu vực miền Trung. Quay trở lại với Gani đang hồi một trận đấu rất căng mà chúng ta vẫn chưa biết ai thắng nhỉ. Mặc dù thông tin báo về đến từ hè là tham gia chúng ta đang đè rất mạnh nhưng tôi khẳng định các bạn là thời điểm tại vẫn chưa biết ai thắng. Góc 3 giờ là góc siêu đẹp, tham chim sẻ đang nở ra như một cái loa. Nhưng bây giờ tham về lớp cũng đang là một tham lai rất to. Với lớp đang có tham lai rơi khoảng tầm 6x. Chúng ta sẽ cần phải có một tên quản vàng của người cầm Maxe này. Maxe thì y rất ba. Nhưng cái điểm yếu của y đó là một trong những đơn vị quân di chuyển cực kỳ chậm. Và bảo kê các khu vực làm ăn nó cũng không hề đơn giản. Để chúng ta có thể chuyển sang chiến thuật đánh về vàng của Vlog. Hoặc là sẽ bơm đồ cho một người nào đó lên 4. Và nếu như lên 4 thì có vẻ như là sẽ cần phải có hot. Và có hot thì đó sẽ là sẻ. Sẻ sẽ phải là người lên 4. Sẻ bắt đầu đào vàng rồi. Nhà sẻ bắt đầu bị công. Đối với chim sẻ thì chim sẻ sẽ đỡ những con Imaxe dễ hơn Cheat Boy. Nhưng mà chim sẻ là người được cầm AC. Cùng AC sẽ đỡ Imaxe tốt hơn cùng Egypt. Vâng, thông tin báo về thì Vlog không có vàng. Hay đang quảng vàng rất tốt nhà của game thủ Vlog ở trong chính trận yếu này. Tôi nghĩ là anh em có làm tên bơm đồ với cả Cheat Boy đi game lực lên nhà của Head ít. Game lực lên nhà của lớp ít. Cheat Boy để cung ở nhà làm gì? Tham 4x dành cho game thủ Hello Cheat Boy. Một bài đấu mà Cheat Boy đã thi đấu rất tốt. Diện dữ thả diều để câu thời gian cho các nhà của chúng ta hồi. Gunny hồi tham 31, cam thủ ta cũng đang rất cố gắng để hồi trong trận đấu này. Đánh lại Hồng Anh một tuần. Chim sẻ vẫn đang bị y đâm, nhưng số lượng y ở hiện tại là không nhiều. Khi về lớp đã phải giải y rất nhiều ở trên cả cái bản đồ này rồi. Đây là he, như vậy là he tham 15. He đang bị Hồng Anh quạt. Một trận đấu của Hồng Anh cũng không hồi nhiều dần. Anh ta chỉ hồi để đủ quân để có thể đi quảng bản đồ thôi. Mỗi người một tân thịt được không? Để cho sẻ lên 4 luôn. Tôi nghĩ là nên để sẽ lên 4 luôn thì nó sẽ an toàn hơn. Vâng, bởi vì là biết đâu thì em Vlog nhảy 4 phát là cũng hơi đau đầu đấy. Vlog thì em có một tuần nhảy 4 với con Imaxe chiêu đúng 5 là cực kỳ mệt. Một tí thịt dành cho chim sẻ nào, ai có thịt không? Như vậy là Cheat Boy đang không có thịt. Cheat Boy đang để mất khá nhiều dần với con cục rở của Hitty trong tay của Hồng Anh. Gunny, Gunny lốt tân thịt không? Vâng, bơm nốt tân thịt cho chim sẻ. Vâng, thông tin báo về Max Seronia đã lên đời 4 xong. Và cực kỳ hay. Bây giờ là như thế nào đây? Điểm yếu nhất của Maxe đội 4 đó chính là vàng. Nếu để bạn được nhiều vàng là căng. Cực kỳ căng luôn. Về mặt lý thuyết thì Maxe đang cực kỳ khắc chúng ta.
Maxe ở trong bản đồ này chắc chỉ sợ hot thần của Maxe trong tay của He thôi, nhưng mà He có lên 14. Lấy cái gì để đánh Y đây nhở? Chắc là sẽ lấy hot của Acian để đánh Y thôi. Y của đội bạn là Y chiêng 5 và hot của Sẻ là hot công 7. Như vậy là Sẻ chỉ bắn được hai máu và một con Y của Maxe trong tay của cái lớp mà thôi. Mặc dù vậy thì cùng Acian bắn khá nhanh nên vẫn có thể chơi được. Y đã mặc thêm một lớp áo giáp và nhà của Sẻ thì chuẩn bị sẽ phải đỡ tần Y. Nhà Sẻ cũng đang rất lằng ngoằng mì tôm, Sẻ đang xịn cả. Như vậy ý đồ đánh bẹt kẹp hot cũng hợp lý. Bẹt kẹp hot có vẻ cũng hợp lý. Thông tin báo về đến Gunny là game thủ M1 đang hồi cạnh nhà game thủ cầm Maxe. Và như vậy là cam thủ chúng ta đang quản vàng liên tục xung quanh nhiều về lớp, nhưng nhà gần nhà về lớp cũng đang có tới hai mỏ vàng. Gunny đang cố gắng tiêu diệt cùng R của game thủ vàng cầm Samurian. Vài đấu ở B cũng đang rất tập trung và chịu khó hồi, nhưng mà chúng ta đang là người quản tốt hơn. Gunny tham 37, He tham 6. He tham 6 thì hiện tại cũng là một tham tài khá tốt, nhưng mà em là người không có bánh xe và em đi bằng soi tham rất là nhiều. Những cơn soi tham của He là cực kỳ quan trọng nha, để cho các thủ ta có thể biết được chiều hướng đánh và các đường đi quẩn của bạn như nào. Bằng Y Maxe đã tới nhà của Acian và tầm này chắc là Y chiều đồng 5 rồi. Có thêm một cái giáp, có thêm một cái chiều đồng và một cái đi nhanh. Y Maxe đang khá bá nhưng bẹt và Sẻ vừa nở ra một tuần chưa nhiều. Sẻ cũng đang chưa có nhiều vàng cho lắm, mỏ vàng của chim Sẻ đang bị cộng. Ở phía bên kia thì phải, nhà nhấp nháy là rất nhiều, 1 tỷ dân phải nằm xuống. Chim Sẻ chọc buồn quá. Cơ sở văn của Sẻ cũng đang khá là ngoằng bình tôm, em phải bung ra mọi nơi để có thể phát triển. Đang thủ ở tại khu vực đóng nhà BK. Thêm một nhà BK nữa. Bắt buộc phải có bẹt, không có bẹt thì không thể đỡ được Maxe luôn. Anh em đi quản vàng được không? Tham lai đồng đội của ông ta đang có vẻ khá ổn. Vâng, như vậy là Chip Boy tham còn 26 á. Sao Chip Boy không đỡ được ở chỗ này nhỉ? Hình như bị Hồng Anh bắn giáp qua. Hình như là bị Y đâm và bị cùng R bắn. He tham 4 thôi. Như vậy chúng ta phải hy vọng vào chim Sẻ. Thì hiện tại tôi nghĩ là tham tầm này đang cận. Tầm này đang cận. Và thông tin báo về tham chúng ta vẫn đi chứ không phải là cận. Rồi bạn thì dường như là không còn gì ngoại trừ cái ông bằng màu 4 về lớp đâu. Hình như là cũng không còn gì cả. Tham chúng ta vẫn đi một tí nhưng đội bạn đang là hai người đánh. Nhưng hai người này đang rất to. Bi đang hồi và Bi đang sóc toàn dân rồi. Anh ta chỉ sóc toàn dân rồi, không sóc thêm cái gì cả. Chỉ có dân và dân. Và một tí nữa mà Bi lên 4 thì Bi sẽ đánh hot. Đội bạn sẽ có thế đó là hot thần kẹp với Y thần cả. Chim Sẻ đang đưa quân đang để bảo kê cho Gunny. Gunny cũng đang có tham lại là 6x rồi và chuẩn bị trên con đường lên 4. Sẻ đang hơi đuối thịt một chút, đang tập trung ăn nhiều gỗ và ăn nhiều vàng để có thể vâng sóc thêm những đơn vị quân, sóc thêm những và con ca. Ruộng kia Gunny, ruộng kia. Vâng, tham lại là 103, nâng cấp giáp 4, đang ổn định lại các cơ sở làm ăn. Đường về lớp có tích lực để lên Y thần không hay sẽ là một tên bơm đồ để cho Y lên 4 luôn. Y về lớp đang giải rất nhiều xung quanh cái bản đồ này. 5 nhà ca đang ra đều, 6 nhà ca dành cho chim Sẻ. Vâng, thêm một vài cái ruộng nữa. Vâng, đến thời điểm 1 tiếng ở trong game rồi nhưng chúng ta vẫn chưa biết rằng ai sẽ là người vâng có chiến thắng ở trong trận đấu thứ hai của xếp đầu tiên. Vâng, kèo lại chặng 3 về C chắc phải đến 1 giờ vậy. Gunny đang 6 tham 6x. Thiếu vàng để lên 4 thôi. Quay cho Gunny vàng không? Ở nhà của Sẻ, ở nhà của mình thì Gunny có lẽ sẽ cần phải có sự trợ giúp đến từ chim Sẻ. Vâng, đang không thể ăn được vàng. Cái lớp đang quản vàng là khá tốt. Gunny kích 4 trước rồi tính sau Gunny ạ. BK Chip Boy tham 27, người lên 4 tiếp theo đó sẽ là Gunny, không phải là Chip Boy. Nhưng mà Gunny đang có tham 27 to hơn. Với lớp đấy là kinh nghiệm của anh ta. Vâng, anh ta đang đứng bảo kê là rất tốt. Hình như là Bi chuẩn bị lên 4 rồi, nếu tôi không nhầm. Không biết là kích chưa nhưng tôi nghĩ là chuẩn bị lên 4 rồi đấy. Rất nhiều ruộng rồi. Chip Boy vẫn đang rất cố gắng để quản. Và như vậy là đạp, và như vậy đây sẽ là đạp đôi đến từ Gunny. Nhưng Gunny cũng đang không ổn định các cơ sở làm ăn.
Ở mặt bên kia thì đang bị công lên. Chim sẻ sẽ cần phải đỡ lại con Imaxe này. Người lớp đang rất thổ báo, anh ta đang tràn Imaxe bên trong. Y thần chưa? Hay vẫn chỉ là y thường? Bẹt của sẻ đang bắn rất tốt. Vâng, khắc chế cứng dành, cao tực cứng dành cho những con y của với lớp, đó chính là những con bẹt của chim sẻ. Nhưng mà như đã nói thì bẹt di chuyển cũng rất chậm. Bẹt di chuyển ở nhà thôi, chứ nếu mà ra ngoài thì cũng rất khó. Các bãi vàng của sẻ đang bị quản. Imaxe đang chuyển, còn di chuyển liên tục. Nhưng mà hình như chưa phải y thần, nó tôi đến đi vẫn đang hơi chậm ấy. Vâng, thông tin báo về đội bạn đang chỉ bơm cho mùa 4. Đang chỉ bơm cho mùa 4 để mùa 4 đánh y. Tham lai là một chiến binh 2 dành cho game thủ chim sẻ nào. Và công nghệ của bẹt gần như đã mắc rồi. 500 gỗ, 500 vàng để cho Gunny kích được đạp đôi. Và như vậy là trên đường đổ máu đến từ Gunny. Và được bơm 1 tấn đồ đến từ game thủ chim sẻ. Bắt đầu đóng nhà BL rồi. Gunny sẽ đánh đạp đôi để thì quản vàng đối phương. Vâng, dân của anh ta đang chỉ làm gỗ thôi. Vâng, Gunny đang khoảng tầm 50 dân và chỉ đi làm gỗ. Vâng, tí nữa sẽ ra ruộng sau. Đây sẽ là một tên ra ruộng đến từ Gunny. Chúng ta đã có 2 người lên 4 rồi, của đội bạn này vẫn chỉ có 1 người thôi. Mùa 1 đang ăn khá nhiều vàng. Và có vẻ như mùa 1 đang chuẩn bị có ý đồ lên 4. Summerian. Vâng, tôi đang rất lo sợ rằng game thủ cầm Maxe sẽ một tên lên Ly Thần. Mà khi một tên lên Ly Thần, Ly Thần mà chúng ta chỉ có bẹt thần thì bạn có lẽ cũng sẽ không sợ mà lao thẳng vào luôn. Khả năng cao thì sẽ phải kích bẹt thần đấy. Muốn đỡ y thần là phải có bẹt thần, chứ bẹt thường là không đỡ được đâu. Vâng, bẹt thần nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Vâng, một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tất cả anh em. Vâng, rất mong anh em hãy dành cho chim sẻ luôn like, luôn chia sẻ để ủng hộ cho kèo đấu hướng về miền Trung. Hiện tại thì sau khi mà kêu gọi anh em ủng hộ cái kèo đấu này thì kèo đấu đã tăng lên khoảng 20 triệu đồng, đang từ 240 triệu chuyển thành 260 triệu rồi. Vâng, cảm ơn mọi người một lần nữa rất nhiều. Thông tin báo về mùa 1 đã lên 4 xong. Người cầm Samurian và lên 4 zombie sẽ đánh cái gì đây? Nếu là tôi cầm Samurian trận đấu này lên 4, tôi sẽ đánh hot. Còn bi thì không biết đánh cái gì. Sẽ cần phải lên được y thần. Cơ sở làm ăn của Gunny đang có các cơ sở làm ăn nó chưa được ổn định cho lắm. Chúng ta vẫn chưa thể đi quân ra ngoài bản đồ. Đây là điều kiện rất tuyệt vời để cho về lớp đi ăn vàng. Mặc dù vậy sẽ ăn được khá vàng. Qua trả ăn thêm gỗ một chút xíu. Nâng cấp y thần thì nâng cấp Barista thần thì dự là 1.500 gỗ thì phải, và 1.500 thịt, 1.200 gỗ. Nếu mình không nhầm thì là như vậy. Bẹt thần đi sẻ ơi. Ngủ má. Rồi, mãi cả chi lẩn ông sẻ thì không biết nâng cấp mất bao nhiêu nữa. Rất nhiều vàng ở trên cái bản đồ này. Một bản đồ mà Maxi thì ăn vàng chậm, có mỗi sẻ ăn vàng thôi. Samurian ăn vàng cũng chậm. Và các... vâng, những người khác thì cũng không ăn vàng nhiều. Ở nhà BL của game thủ Gunny đang có biến. Chim sẻ đang sóc rất nhiều bẹt. Hot chỉ là một tí thôi. Vâng, thông tin báo về đội bạn không ai hồi. Vâng, chỉ có hai game thủ cầm Maxe và game thủ cầm Samurian thi đấu thôi. Và các bạn thấy rằng đây là bẹt. Bắn rất đau, vẫn chưa phải đi thần dành cho Vlog. Dường như vẫn lực của anh ta nhưng không phải là khỏe lắm thì phải. Lực của anh ta nhưng cũng bình thường rồi. Sẻ đang đưa khoảng tầm nửa kích bẹt ra để bảo kê nhà BL cho game thủ Gunny. Mà Gunny, nhà Gunny đang có vẻ là hơi toang. Nếu anh ta không thể bó kín lại được thì các cơ sở mà ăn của anh ta sẽ không bao ổn định lại được. Hàng 67 bắt đầu sóc đạp đồi. Sẻ mà sóc bẹt có thừa thịt cho vứt cho Gunny nhé. Vâng, chị Boy tham 5x rồi. Cơ sở ăn của chúng ta đang bị công vào. Làm tơn nhà cứng em. Bó hẳn nhà cứng ở chỗ đấy đi thì bảo kê nó mới dễ được. Cứ bò mấy cái ruộng mấy cái ấy thì đánh tí là bay à. Chị Boy cố gắng 50 vàng, cố gắng lên bản đồ đi em. Có ai cho chị Boy tí vàng lên bản đồ không? Có bản đồ sẽ hồi dễ dàng hơn rất nhiều. Hè vẫn đang cố gắng hồi, tham 8 dành ở hè, tham lại. Tham lại chúng ta càng đánh càng đẻ. Bên bạn dường như là hai game thủ, một game thủ cầm Hitty, một game thủ cầm Roman không làm cái gì trong khoảng tầm 20 phút trong game. Vâng, các bạn còn nhiều người đang hỏi là tầm xa, Acidian không có tầm xa nha bạn. Vâng, bẹt và hot của Acidian không... bẹt và ca của Acidian thì không có lửa và không có tầm xa nha. Vâng, chỉ có bắn chặn thôi, đó là đủ rồi. Sẻ tham nỏ lên là 181, Gunny sẽ cần phải xin đồ rát hơn khi mà sẻ đã limit tham rồi. Liệu chip boy có lên 4 luôn không? Sẻ đủ một tơn đồ để có chip boy lên 4 luôn. Lên 4 luôn cũng được,
Tôi nghĩ là lên kích đi đã. Kích đi, em cứ kích 4 đi xem nào. Kích 4 đi rồi tính sau. Vâng, quay trở lại Gunny đi. Khi mà Gunny bắt đầu đi những con đạp đôi. Nhưng mà tầm này số đạp đôi chưa nhiều thì cũng rất khó để đội công vào nhà của cầm HC. Gunny nhiệm vụ ở đế thể hiện tại sẽ chỉ là đi đẩy mà thôi. Còn nhiệm vụ thủ nhà thì hãy để xẻ lo. Nâng cấp thêm một lần giáp nữa. Bắt đầu có những con hot dành cho người cầm Samurian BB. Cần phải tụ lại đông hơn và cần phải tìm một con đường máu, một con đường thật chí để lao vào nhà của đội bạn. Và đối với dân Maxi chỉ cần la được vào thôi là đội bạn gần như sẽ mất hết sạch dần luôn. Và Gunny bây giờ chỉ cần gỗ thịt thôi, hai cái đấy thôi. Liệu rằng đội bạn có ai lên được đời 4 không? Không thì cho đi quản vãng được. Vâng, cả game thủ cầm Samurian và cả game thủ cầm Maxi đều là hai đơn vị quân đào vàng rất liều tiều thôi. Chưa bao kích 4 chưa? Rồi kích 4 sóc dân thôi em. Không cần phải đi quản nữa. Ông chị bò hỏi em lên 4 đánh gì? Thế ông cầm Egypt thì ông lên hay ông đánh cung đoàn lửa? Cung đoàn lửa mà bắn vào y Maxi nó cũng chỉ mất có một máu thôi. Lên rồi mà, kích thôi. Vâng, he tham 8. Chúng ta vẫn đang đến với chim sẻ và đến với Gunny. Và Gunny đang bắt đầu sắp đạp đôi để đi đẩy. Trong đó chim sẻ đang cực kỳ nhiều ruộng. Hai kích ruộng full dành cho chim sẻ nắng. Và đến thì hiện tại thì bẹt ra bẹt thần của vàng siêu nhiều trận đấu này. Ui rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, tôi thấy đếm tầm 4-5 mỏ vàng mà sẻ đang ăn. Và ăn xong chắc là vàng phải lên mười mấy ca. Thông tin báo về y đang đẩy 12 giờ. Vâng, y đã là y thần rồi. Nhờ thì hiện tại thì chúng ta cũng không sợ y thần nữa khi mà chúng ta cũng đã có bẹt thần. Vâng, bắt đầu di chuyển hot ra ngoài để đi quản không? Sẽ có đi từ hot và bắn tí vàng không? Lượng đồ của chim sẻ đang rất nhiều. Gunny vẫn đang liên tục thiếu thịt và thiếu gỗ. Cứ đẩy thôi. Thêm e không? Vâng, Gunny đang đẩy thẳng vào nhà của Game 2 Baby. Chúng ta xem kinh nghiệm L4 của Gunny là như thế nào. Đội trưởng của clan AOE. Vâng, Saigon New. Đây là khoảng tầm một kích rưỡi dành cho game thủ Gunny. Hot có biết phải là hot thần chưa? Hãy để ý là đội bạn đời 4 cũng khá mạnh nha. Đội bạn đời 4 có Hitty và Roman. Nhưng dường như đội bạn có vẻ như là hơi chủ quan. Bởi vì khoảng tôi nghĩ là khoảng tầm 3 phút trong game rồi, tôi thấy game thủ cầm Hitty và Roman được gần như là không hồi một cái gì cả. Gunny đang đạp rất tốt vào nhà của game thủ BB. Dường như hot của BB chưa phải là hot thần. Không, như vậy thông tin báo về là hot thần rồi. Tại sao tôi nhớ bạn có vẻ yếu yếu thế nhỉ? Hình như là không tụ được vào hay sao ấy. Gunny bắt đầu vào được nhà đối phương. Những cái điều quan trọng là chúng ta phải vào được nhà của M4 cơ. Chứ vào nhà của B thì cũng bình thường. Dân của B là khá trâu. Giờ này B đang phải lùi quân lại về để đỡ một tên đạp đôi của Gunny. Sẻ bờ bơm cho Gunny 2.000 thịt để Gunny có thể sóc quân. Đây là Chip Boy. Chip Boy đã lên đời 4 xong. Bắt đầu nâng cấp các công nghệ. Thông tin bảo vệ thằng tàng để rất mạnh. Vâng. Này nổ nhà lò đấy là đau đầu đấy nhá. Vâng, bắt đầu được cấp công nghệ. Ở đây chỗ này có vị trí này đang được sẻ quản, sẻ bảo kê rồi. Vâng, làm 3 cái BM cho nó thoải mái. Gia đình thích đi chợ. Xây hẳn 3 cái chợ cùng một lúc. Rất tuyệt vời. Tại sao phải xây S nó tốn ít gỗ hơn mà lại cũng cứng như nhau. Chuẩn bị gặp, sẻ đang chuẩn bị đỡ turn hot của game thủ BB và turn Y của game thủ Vlog. Một turn to của đội bạn nhưng đây là bet. Đây là bẹt thần. Bẹt bắn đầu lắm. Vâng, bẹt bắn hot cũng đầu chứ không chỉ là bắn y. Đây là một kích bẹt rưỡi của game thủ chim sẻ. Chim sẻ đang giải bẹt xung quanh nhà của mình cũng như ở nhà của những người đồng đội để bảo kê. Và mất phanh ruộng không sạc. Gia đình không có gì ngoại trừ thịt. Vâng, tôi có 2.000 thịt thôi đấy. Ông đánh bay được phanh ruộng nào, ông cứ đánh đi. Tham 12 đến từ hè. Hè vẫn đang rất cố gắng để hồi với đại dân làm gì đấy. Vâng, chắc là cố gắng xây lờ để quấy. Tham 2 lốp của sẻ. Chị vòi bắt đầu nở ra. Đạp đôi Egypt là rất khỏe. Nhưng anh nhớ rằng đội bạn có hai đôi cực kỳ tuyển nhá. Để đội bạn lên được 4 cả. Và to khỏe đẹp trai ra là chúng ta đau đầu đấy. Đội bạn đang cố gắng quản lại bản đồ. Đạp đôi lên xong dành cho Hello Chip Boy. Chip Boy sẽ cần phải làm gì? Chiếm vàng ở gần nhà mình đi đã Chip Boy. Chiếm vàng gần nhà mình đi đã. Chip Boy thiếu thịt. Và nếu như mà sẻ và Gunny có thừa thịt thì có thể bơm cho Hello Chip Boy. Chúng ta hai đẹp đôi lên xong rồi. Và chuẩn bị sẽ là mắc công nghệ. Và được nhận 1.600 thịt đến từ game thủ chim sẻ. Cố gắng đi quân. Xây thêm nhà lò có được không? Mình thấy nhà lò có vẻ đang hơi ít dành cho Hello Chip Boy. Gunny đã đạp được ai chưa? Như vậy là Gunny cũng đang đi đạp vàng. Bản đồ này đang còn rất nhiều vàng.
Tôi thấy bản đồ vẫn đang còn rất nhiều vàng. Hồng Anh dường như vẫn chưa thì hồi được ở trong trận đấu này. Nhưng hình như là Roma đã lên 4 sọc. Có phải không? Tôi thấy một cái nhà gì đó vừa mới hóa màu. Vâng, thông tin báo về như màu 2 vẫn chưa lên 4. Đội bạn dường như hồi đang hơi tù. Và các bạn thấy khi mà chúng ta có đạp đôi đã lên xong thì đội bạn đang không thể hồi được. Y mặc dù là khỏe hơn đạp đôi nhưng xét về tính cơ động thì Y không thể bằng đạp đôi được. 12 giờ đó là vị trí hồi của Hồng Anh. Hồng Anh gần như là tàng hình trong 30 phút trong game từ nãy đến bây giờ. Tàng con nhà hình. Ơi sao Hồng Anh ơi, đi đâu đây em ơi? Và như vậy là Hồng Anh đập mặt vào cái BC của He bằng chiếc bài BC xây kiểu dự đoán trước tương lai. Đến từ game thủ He, rất tuyệt vời. Vâng, dự đoán là ngoài cái trận dầu đấy anh ta xây luôn cái nhà BC. Vâng, tham ai đè rất mạnh nhưng đội bạn vẫn chưa quýt. Khi mà cái chất lượng quân đội bạn đàn hình hơn chúng ta. Sự kết hợp giữa Hot Thần và Y Thần là cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta làm turn 4 kích đạp đôi không nhỉ? Kẹp với cả 2 kích bẹt nữa cho nó vui. Vâng, turn combat cuối cùng trong cái trận thiếu này. Vâng, thông tin báo về màu 2 vừa lên 4 sọc. Màu 2 tham tươi to, giờ tầm khoảng 5x. Gunny có làm turn đạp mạnh không? Đội bạn dường như đang đi chiếm vàng này. Đội bạn dường như đang đi chiếm vàng. Còn màu 2 thì theo tôi không nhầm, dự đoán không nhầm, anh ta sẽ hồi ở khoảng tầm chiến miên ở khoảng 6 giờ. 6 giờ mình hốc rất đẹp dành cho game thủ cầm màu 2, Roman. Chị boy tham 172. Có đi đẩy không nhỉ? Ờ đúng rồi, hay đến 4 để làm tí hot thân. Ờ The Void à? Ờ thì Void cũng được. Ở nhà chúng ta có điều kiện mà đánh tranh cái gì đánh. Vâng, sẻ nhà không có gì, mỗi 10.000 vàng đấy. Nghe thích đánh gì? Không chỉ dừng ở 10.000 vàng, tôi thấy vàng vẫn đang ăn. Dự trận đấu này sẽ tích được khoảng tầm 13.000. Đánh bao giờ mới hết vàng của sẻ đây. Gunny bắt đầu đạp rồi. Chị Boy bắt đầu đạp. Chị Boy đang vào nhà của game thủ cầm Samurian. Và đúng là như vậy, game thủ cầm Roman đang ngồi ở vâng men góc. Vâng men góc 6 giờ đổ lên. Vâng, sẻ vào trận đấu này sẽ ôm được 15.000 vàng. 15.000 vàng ở trong trận này, 3.000 vàng rồi, 26.000. Mà vàng của sẻ dùng không nhiều. He trận đấu này chỉ cần có 10 con dân thôi. 10 con dân đấy, đồ là anh em bơ. Đấy, can gỗ thôi, không phải mẹ ruộng rồi. Mẹ ba cái cũng không đủ sóc cái móng voi đâu. Tôi đang vẽ ba cái ruộng. Đấy, tôi là các bạn đã vẽ ba cái ruộng không đủ sóc cái giáp của con voi. Không phải là sóc một con voi nữa. Và xây đâu cũng được. Vâng, sẻ đang bơm cho he. Rất nhiều vàng rồi. Chị Boy đang đi đạp. Rất nhiều nhà BL dành cho chị Boy làm tơn tụ không nhỉ? Làm tơn thử rượu ba kích xem như thế nào. Vâng, nhà đội bạn đang lủng liên tục. Bây giờ thì Y không thể đi ra khỏi nhà được nữa. Y đang phải đứng thủ. Khi mà hai đạp đôi đang đạp ở rất nhiều các mặt trận khác nhau. Đây là dân của game thủ Vlog. Một trận đấu Vlog đã đánh hay. Một trận đấu nữa thì tí là siêu phẩm dành cho anh ta. Nhưng nó chỉ dừng ở tí thôi. Nó chỉ dừng ở tí thôi. Chị Boy dần rất nhiều. Anh ta đang khoảng tầm 50 dân đang chặt cái mỏ gỗ này. Làm tơn rượu ba kích đi xem nào. Sẽ liên tục nhồi thịt cho he như nhồi bột. Nhưng mà tôi nghĩ là phải nhồi nhiều hơn nữa. Chứ tầm 3 kích ruộng sóc voi chỉ tầm 2 tơn thôi là hết. Làm thêm mấy cái e đi ha. Đồng đội nhiều ruộng nhiều thịt lắm, yên tâm. Tổng là chúng ta phải có 6 kích ruộng cơ mà. Vâng, he he không cần có ruộng. Chim sẻ 2 kích, Gunny 2 kích và Chick Boy cũng 2 kích. 6 kích ruộng chả lẽ không bơm được cho game thủ Hello Chick Boy đánh con voi. Bây giờ thì cần vàng, ta xem ơi. Vàng ơi, hỏi đúng rồi. Nhà không có gì ngoại trừ vàng. Có 12.000 thôi. Sẽ nâng cái đào vàng 2 với cả cái chợ chủng lên bơm đỡ mất nhiều phế. Hay đang đóng nhà BL, bắt đầu xin voi. Đội bạn biết có phát hiện ra voi của sẻ không? Vâng, đây mới chỉ là trận đấu thứ hai của set đầu tiên. Và một lần nữa thì rất mong các bạn có thể vâng, ủng hộ cho đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt qua số tài khoản ở phía bên dưới. Hoặc các bạn có thể like, chia sẻ video livestream này. Hoặc là chia sẻ các bài viết liên quan đến vâng, cộng đồng miền Trung. Các bạn nhân liên quan đến miền Trung để ủng hộ cho những người dân ở miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn bởi cơn lũ lụt. Thêm một vài cái ruộng nữa. Chưa có giáp được ông thần này. Lên hộ cái giáp được em. Vâng, thông tin báo về Hitty lên 4. Vâng, ta xem Hitty sẽ đánh cái gì. Vâng, vàng đội bạn thì hai người đánh vàng rồi. Chắc là Hitty lên 4 sẽ có một tên sẽ có một tên đánh gì nhỉ? Chắc là sẽ đánh đạp đôi thôi. Sẽ đạp đôi đến từ Hồng Anh.
Gần đây tham lead 3, dường như có một turn thiêu với cả những con y của đối phương thì phải. Chip boy tham bao nhiêu? Vâng, chip boy tham lead 6. Bắt đầu động được vào các cơ sở làm ăn của game thủ Velop. Và từ nãy giờ đấy các bạn để ý rằng game thủ Gunny đạp rất nhiều nhưng vẫn không thể vào được nhóm 4. Nhưng khi đạp đôi của game thủ Hello Chip Boy, đạp đổi Gazit bắt đầu di chuyển vào đồ thì đã bắt đầu vào được nhà của đối phương rồi. Góc 6 giờ vẫn là một vị trí làm đó của game thủ cầm mùa 2. 6 giờ mùa 2 vẫn đang có cơ sở nha. Chip Boy có thể đạp 6 giờ cũng được. Tôi nghĩ là đạp mùa 2 chết trước cũng được. Không cho mùa 2 xả đạp đôi chúng ta sẽ rảnh tay hơn rất nhiều. Chứ nếu mà để mùa 2 lọt vào nhà thì cũng khá đau đầu, bởi vì nhà của Sẻ mặc dù là thủ bằng bẹt thật đấy, nhưng mà các cơ sở của Sẻ thì không phải là cứng cáp cho lắm, chỉ là một vài dãy nhà bè thôi. Hè bắt đầu vào rồi. Y thần đánh nhau với vòi thường. Vâng, Y đang rất khỏe dành cho game thủ Velop. Nhưng mà con xin tí thịt nữa được không? Cho bơm 10.000 thịt xem nào. Và như vậy là 3.000 thịt dành cho game thủ He trong tơi vừa rồi. Chúng ta cùng xem He đẩy voi kiểu gì đây. Này thì khỏe và cả chúng tôi này. Ơ sao chưa có chiêng nhở? Phải voi thần mới có chiêng đúng không? Đau nhá. Khá đau đấy. Qua lại chơi không? He đang muốn chờ một tuần voi thần. He đang muốn chờ một tuần voi thần. Thêm E đi He ơi. Đang thiếu E kìa. Gunny dựa một tuần thiêu với hot của game thủ BB. Còn thấy Gunny đẩy quân rất nhiệt tình. Tham hai của anh ta không ở quá được 1.5 lít. Khi mà anh ta đẩy quân rất nhiều nhưng màn hình bản đồ con. Các bạn nhìn thấy đây là một trong những tuần người ta gọi là Selu đến từ Hello Chip Boy. Rượu ba kích về với lớp biết uống rượu ta. Còn nếu anh ta không biết uống rượu tuần này thì hơi khó. Rất nhiều đạp đôi của Hello Chip Boy bắt đầu tràn vào bên trong. Và như vậy là bi hết vàng. Anh ta chuyển sang sóc khùng rồi. Hết vàng rồi bạn lấy cái gì đánh đây? Ba kích đạp đôi vào và những con y rất khỏe nhưng đang phải đi bộ để đuổi theo những chiếc Lamborghini. Chip Boy bắt đầu vào bên trong, ba đạp đôi bắt đầu lọt bên trong. Tham Lai vẫn là 1.7 lít và tôi vẫn chưa tới đội bạn Creed. Đội bạn đang khá chảy cối. Vâng, các cơ sở làm ăn của bạn đã bị bùng. Vâng, sức mạnh của những con đạp đôi trong tay của Hello Chip Boy là không thể cản phá. Người ta gọi là unstoppable. Và trong này có cả cơ sở làm ăn của Hồng Anh, có cơ sở làm ăn của BB, có cơ sở làm ăn của Velop. Đội bạn bùng rồi mà đội bạn vẫn chưa quit. Còn cái cửa gì đây? Chúng ta xem voi trong tay của He. Tham vẫn chỉ là mấy thôi. Có ông nào cho xin 1.000 thịt được không nhỉ? Mấy nghìn thịt đến 10.000 thịt đấy. Vâng, thông tin báo về thì dường như là Sẻ đang bị đạp. Sẻ dường như bị đạp bởi game thủ cầm màu 2. Vâng, màu 3 bắt đầu có đạp rồi. Đạp cũng đã mắc công nghệ dành cho game thủ Hồng Anh. Và đây có lẽ chính là cái lý do mà tại sao đội bạn chưa quit. Thì nhà của chúng ta có vẻ rất toàn. Chúng ta có hai đạp đôi, hai đôi một voi, ba quân cận chiến và chỉ có đúng một quân duy nhất là quân bắn xa trong tay của chim Sẻ thôi. Sẻ đang không có tay để bơm đồ cho He He. Sẻ đang có 8.000 thịt. He chuẩn bị nhận 5.000 thịt nhá để xong. Nhiệm vụ He trận đấu này cũng rất là mệt, xóc voi và diễn voi nhiều, không có gỗ để đóng lò. Dường như lò 12 giờ đã bị bùng. Gunny cũng bắt đầu lọt vào trong nhà của đối phương. Đối phương cũng bị lục các cửa sở van rất nhiều rồi đấy. Thảm Chip Boy vẫn là 193/200. Một trận đấu đang mất rất nhiều thời gian của chúng ta. Nhưng đây là một trận đấu hay, một trận đấu cực kỳ hay và hấp dẫn. Và tôi tưởng là từng lúc chúng ta đã thua rồi, nhưng cam thủ đã hồi rất tốt và cực kỳ cố gắng ở trong cái kèo đấu này. Góc 6 giờ đang là cơ sở làm ăn của vòng game thủ cầm màu 2 Roman. Chip Boy dừng dừa dưới đây dạng khác ăn đi. Vâng, Bi không còn nhiều hot đâu. Bi chắc là còn khoảng tầm kích rưỡi thôi. Về lớp thì đang còn nhiều y. Gunny tham lead 3. Anh ta vừa trải qua một cơn sóng gió khi bị những con đạp đôi của Roman và Hitty vào nhà của mình. Anh em để ý ổn định lại cơ sở làm ăn nhá. Anh em để ý ổn định cơ sở làm ăn. Sẻ không có nhiều đâu. Sẻ có 10.000 thì thôi. Vâng, bơm lại đồ cho anh em. Tham lại chúng ta vẫn đang đè. Như thế hiện tại chúng ta gặp phải quả tốt. 6 giờ cơ sở làm ăn. Chip Boy đạp nốt 6 giờ kìa. Tôi không hiểu đội bạn làm ăn đâu nhỉ. Chứ hiểu đội bạn làm ăn đâu. Anh em đạp gỗ có được không? Tôi giữ bản đồ đội bạn đang có khá nhiều các đơn vị làm gỗ. Khá nhiều. Đi bác sĩ của người lớp vẫn đang là rất đông ở trong thời điểm này. Thời điểm anh ta không đi cầu nữa mà anh ta đứng thủ. Đứng thủ để cho những đạp đôi đi đạp. Còn đạp đôi đi đạp nó sẽ dễ dàng hơn. Đánh con đi. Thì đạp đôi chuyển nhanh hơn.
sát thương thì đi cao hơn. Và hức húc rất tỉ mỉ đến từ Ehe. Anh đang định vẩy EKI của đối phương. Húc húc không kịp. Vâng, tứng được phát nữa thì tươi. Lít 8 dành cho xe. Nhà toàn ruộng với cả mẹ. Mẹ thần đứng ở trong thì sẽ rất khó để chó vào đôi có thể lao vào. Chị bòi tham 2 lít. Làm tên 3 kích nha em ơi. Và như vậy cuối cùng Quýt đã đi sai rồi đội bạn, dường như đã hết lực. Và tỷ số được nâng thành 2-0 dành cho Liên Quân 1. Ghế massage Haruko, điểm tô cho sức khỏe.